Ok, trước mặt anh em đây là một cái đài bom bóp của Kenwood. Cái đài này thì là đời mới, nó có luôn một cổng thẻ nhớ, một cổng USB và một cổng line in để cho anh em kết nối điện thoại và máy tính rất là tiện lợi. Ngoài các cổng kết nối trên thì nó có thêm một cổng tai phone. Cổng này thì bây giờ cho các bạn nhỏ học tiếng Anh thì ở bên trên này nó chạy một đĩa CD nữa, thì anh em có thể học tiếng Anh qua cái đĩa CD này. Và cái máy này là hàng nội địa Nhật, nó chạy điện 100V và FM của nó thì bắt tới 90Hz, còn AM thì bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Em quay gần để các em thấy rõ hơn. Cái cổng USB này thì ngoài chức năng để anh em nghe nhạc từ USB thì mình có thể dùng thêm USB Bluetooth kết nối vào đây, mình cắm trực tiếp vào đây. Còn một dây line in thì mình cắm qua cổng D audio này. Như ở đây là em có một chiếc USB Bluetooth này, mình cắm trực tiếp vào đây. Đèn màu xanh là nó nhận kết nối điện. Còn jack 3.5 thì mình cắm cái ổ bên cạnh. Vậy là xong. Còn ở trên mặt điều khiển thì mình chuyển qua cái D audio này là mình có thể kết nối không dây nghe nhạc từ điện thoại. Phía bên trên đây là khay đĩa CD. Mắt đọc của máy này thì đang còn rất tốt, không có kén đĩa. Ngoài ra thì em có một chiếc điều khiển học cho các anh em điều chỉnh từ xa. Điều khiển này thì anh em được chỉnh thêm giải bass mà trên máy mình không chỉnh được. Giải bass này thì nó có tổng cộng là 8 9 nấc. Đây. Anh em có thể thấy ở đây nó đang là bass cộng 4. Cái này loa toàn giải nhưng mà âm bass rất là tốt. Em chỉ để cộng 4 thôi là nghe nó rất là hay rồi. Loa này là loa liền theo máy và nó công suất là 20W. Loa toàn giải. Bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc vàng từ đĩa CD trước cho các anh em nghe thử. Ok, bây giờ em test luôn cổng line in kết nối Bluetooth nghe nhạc không dây.
rồi em nhé. Đường em cứ vui, đừng về bên gác chợ để mặc tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xóa hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm. Men cay tận đêm cùng chi đầy nùa thêm tình nhân hỏi trừ xin giả nhân. Tôi ngờ em còn thơ như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa. Cơn mưa nào không dứt, buồn ai chẳng phải, lời nào không chuốt chảy, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em nhưng tiếc buồn tơ duyên tầm tay nào. Ok, anh em nào mua hàng thì liên hệ với em trực tiếp theo số điện thoại trên bảng tên. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video này của em.